thì không, ngoài đó nó có thuê phòng livestream ba, ngoài chỗ tôi có phòng livestream riêng mà. ghê vậy, hay lắm, rẻ lắm, phòng 20.000 livestream tiếng rẻ luôn, 10.000 tiếng sao bỏ 20 phòng livestream á. Máy ngon lắm, máy ngon nữa. được hai cái nhẹ theo mic luôn, bắt đầu ấy để nổi mic có hết luôn. Ở đây phòng có gái không? Ở bên 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 cạnh gái từ bên cạnh thì không đút nho đút đít cho thì có hơi thằng con trai đút đít thì có hơi nhá thì không có một con cân trọng rồi cái chỗ đấy cũng có một đứa con gái cũng đang lại đó mà đẹp không xúc luôn bụp luôn bụp luôn lừa lừa nó bụp luôn đấy và ngày sau thấy cắt đầu ở Đức Trọng luôn. À, anh nào sắp lên nào rồi em? 20.000 một tiếng đúng rồi, tao lộn chứ rồi. Rẻ vậy, phòng stream gì mà rẻ vậy. Có thằng bắn em đấy. Sao nó bắn phải cho biết được còn 3 thằng thôi. Vừa bắn kìa, quật nào bắn đấy. Bên hướng này sao ấy? Enemies ahead. Đúng rồi. Tự nhiên mình thấy hứng hứng là muốn bụp em nào đó ta. Tap mini chuẩn thế. Tap rất là ghê luôn. Em biết rồi. Tóc nguyên đồ em này. À, nó đứng đéo. Thế sau gốc cây không? À, sau cái bụi cây không? Đấy. Không cần tầm nhìn đấy. Ừ. Đấy, thấy. Ê. Form up on me. Dưới dưới ngay dưới có luôn anh ơi. Tại dưới này này. Enemies ahead. Từ đã là bắt hàng sau đấy. Ngay dưới đồi mình luôn này. Enemies ahead. Kinh thế nhở? Ngày cứ thế anh vẫn làm trò em biết rồi. À, đang không like à, đang chuẩn bị like vậy đây. Ô, thằng gà bắn ca dưới kìa anh. Chết luôn, em này hiệp em đi ạ. Thằng lên mini chắc chắn hack luôn. Ờ, xua kéo hack mà. Đây kìa. Mẹ. Ờ để gọi đã gọi đục mẹ từ từ tao vậy. Gọi ở đó nghe đi tìm đi mẹ điện thoại cũng quên à, tao để trong nhà vệ sinh rồi mẹ vãi cả kết lại tới đời này chút à sao chết đến nơi ờ à, vậy cho nó còn hai thằng rồi đúng không à thế rồi. Sau bắn nữa kìa. Enemies ahead. Chết rồi. Tôi đuổi bắt em rồi. À đủ. Đủ. Ngon. Bắn được kìa, bắn được. Úi, em bắn nó yếu, anh xem máu luôn xem. Mẹ nó quá bẩn kèo. Duy Trang, thằng này là bạn trai của cái con mình tao sẽ chết. Cho viên vàng rừng bạc cái bạn ơi. Gì viên vàng bạc rừng má hề đây ông này mỗi lần tôi đọc khó vãi. Đấy nó quay ra nó bắn sấy chết lại luôn ạ. Bắn hết vào cây luôn. Thẻ không bao giờ bắn mai con chín. Sao khốn nạn vậy. Có nghe máy không đây? Ờ không. Vãi nghe dây máy 6 giây ạ, đúng thứ sốc vật luôn. Nghe cho tốn tiền ra nữa. Khốn nạn thật sự. Ở Nam mình chuẩn bị bắn với Nam. À thế đại Nam luôn à? Bắn tim thấy chỗ tí điểm thật. À cho hùng hơn. Top 2. Nè các bạn coi này. À anh đã ăn cơm đâu trời. Chào Tuấn Vũ cho bạn ơi. Ờ. Bánh mì mẹ mua bao giờ đây? Đi xuống luôn đi. Mới. Ở không làm gì. Đi xuống mua luôn đi. Cái gì? Tháo cái gì ta? Đây. Ờ. Lý Khánh Quyết nhận được Khánh Tơ. Thì Liên Quân có like không anh? Đây là thôi không có like đâu. Có biết like kiểu gì đâu mà like. Mình à.
Ninh đi đâu à? Hello, hello. Hello. Ninh à? Em chờ anh tí nhé. Mày đổi tên là AS chứ phải AVG đó hả? Chờ Nguyễn Linh em. Đậu xanh mấy giờ em like á? Ninh ơi. Ninh. Hello. Ủa mày nghe nói không xuống? Em có. Trong game á? Ừ, có. Sao tao không nghe thằng Ninh nói gì hết? Kêu Ninh bật mic lên coi. Ninh ơi, Ninh bật mic lên tí hỏi kìa. Ninh ơi. Hello. Nó mất mic rồi sao ấy? Hỏi nó mấy giờ live, mày nhắn tin ra mấy giờ mày live để lát nữa anh nghỉ live chuyện luôn cho đẹp. Em truy là thằng nào nữa đây? Động máy. Ai chè. Ờ thế có anh tí sao? Anh Nam sao? Thì ta đợi nó vào ta bắn. Ờ anh không bắn, anh chưa bắn đâu nha, nên anh không bắn đâu. Anh chuẩn bị anh quay bắn Việt Nam rồi. Dạ dạ ok. Cho thách tú nha. Ok. Thôi nha. Ok em. Ok nha. Ok Nam một con nha. Một phát đá còn. Ok em. Sao này em. Nha. Đã chưa. Em. Anh chưa lên Khánh Nguyễn đây. Đó. Sao người đợi à. Linh nhiều hết. Ờ nhưng mà anh bắn đuôi hay là bắn số bát? Khoe thì. Tí ơi. Ui dạ. Anh Chí. Đó phỏng. Hả? Sao sút? Bắn đuôi hay bắn squat đấy? Đâu, tao đâu có bắn đâu, tao đợi Nam mà. Nam à. Đợi Nam bắn đuôi bò đúng không? Rồi, để đổi đết. Bắn đây, tao nghĩ đây. Ok. Đây. Đang lỗi nết. Chào mọi người trên bên tí nha. Ok. Đây, tao đọc phòng này. Nhanh thế rồi. Thôi, ao rồi. Giờ một mình bơ phơ. Một người ra đi vội vã. Mang theo những dấu yêu xa rồi. Ôi giờ bắn đua gặp mấy bố nữa thì mệt lắm. Không chơi đâu. À anh Chí bắn cùng anh Nam này em ơi. Anh xuống ăn nhiều vào hả? Anh gầy lắm ấy. Một người về cho sầu vơ. Vơ. Bác thương nhớ. Bác trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây. Yêu thương hóa kiếp đau thương. Người ơi. Là sao đấy? Chơi game này nữa không? Hay đánh LL đi. Tự nhiên thấy. Thấy buồn buồn ta. Mình bị rồng bỏ rồi. Thôi qua đánh LL thôi. Không chơi nữa. Thấy tự nhiên bị buồn. Lại 3 tiếng nghỉ. Này thì mình sẽ phải tắt quay cửa sổ và bật màn hình lên. Sao bắn cùng anh và anh Tí. Anh Nam với anh Tí là chơi cùng bắn đua với nhau mà em. Sao bắn được trời. Bắn cái gì. Mình tắt cam lát mọi người. Ok. Quay đi. Đi gáy nhẹ. Có trận luôn ngon. Xin chào anh Khúc Quý nha. Chào Bình Lý. Có thể một số bạn sẽ không biết chơi con game này nhưng mà mình vẫn thấy cái con game này đâu hay. Cầm Kathleen bắn chết cha đúng không ạ?
À đây. Bởi vì em mới đầu mùa nhá, là hack nó nhiều lắm. Hack nó nhiều lắm mà chúng nó cày rank ấy. Nên là khó lắm. Không chơi được, không chơi được squad. Squad toàn hack không à. Sau mấy sáu chia sẻ anh Nam đây này nè like cái like cái like cho sư phụ cái chào mọi người sẽ like nha. Chơi cái game này còn gãy được, chơi bóp gì kia bắn khó đó. Mấy giờ rồi ta? Hai giờ đấy hả? Nhanh thế. Chưa gì 2 giờ. Ron. Nghĩ à anh Xuân? Ron đang đánh lỡ là à đủ. Anh ơi bật ăn đi sáng xíu nhá. Cái gì cơ? Em vừa mới đi ăn về. Vừa vào trận không? Em vào trận chưa? Vừa vào xong. Trái chiếu đang hút thuốc ạ. Khó. Chó này mày lên đây
vẫn dính ạ. Xong bắn được ta. Bác chịu. À, không đủ đam kìa. Mẹ khó chịu ta. Farm mít nhiều ai. Yo. 9 người coi hả? Okay. À quên bỏ dưới 10 người là tắt like và quên mất. Bọn này là ép lính ghê quá. Ép ghê quá, khó. Mày đứng đây.
Thằng sao bắt nó một combo rồi chết. Hoàn kết rồi. Tí họa. Tí nữa thì mất tin rồi. Bắn ra mà. Sao chưa mở cái này ta? Nâng cấp 9 à? Cấp 9 mới được. Quên. Xanh rồi. Tem xanh rồi. Ngon. Ờ sao thằng Z đấy là mình không biết à? Mất trinh rồi. Mất trinh rồi. Ờ sao thằng mạng thằng với cót của đấy bị à, không ăn được. Thế là khá dích. Tí tao bắn mày lát bắt mặt chó khi anh tao hai lần nữa.
Tốp với rừng khỏe quá. À đủ. Ê, tưởng nó còn cái cổ vật gì thì để ăn con xe cuối cùng. Ê, nhường nó mất mẹ luôn. Solo không chuẩn. Nó đủ lại chết. Ờ chết rồi. Tốc biến lên bắn luôn. Ê. Để gì tới nơi nó bắn luôn, nó đánh luôn. Đợi đấy. Đợi đấy. Cho anh xem. Ờ mà Linh Anh còn đang học hay đi làm rồi? Đi học đúng không? Sập pin tí sập nguồn quá. Chờ đâu đây solo. Chết à? Được. Ờ nhưng mà hôm qua em bảo là em sinh năm 2K3 đúng không? 2K mấy đó? Game dễ rồi, game này không như game hôm qua.
đánh chả biết nói gì nữa, không hấp dẫn nữa. Ở trận này nó dễ quá. Ờ, ai đây chỉ farm thôi mà cũng ấy này, biết rồi. Mẹ tanh cho hai lần mà không biết đường chui ra. À, quên rồi. Game dễ vậy. À đây nhà nữa, chả phải làm gì. Chả có cái gì điểm nhấn cả. Win dễ. Ngày rồi. Không ai cái mình luôn. Hay là thôi nhỉ. Là nghỉ nhỉ. Có lại 3 tiếng đi. Đấy nốt trận này mình sẽ nghỉ nhỉ. Thấy đói đói á. Hết vui rồi.
từ lúc gì ta? Của mình khu lơ Woman chào chào Woman tay thâu quang thiên khung xinh xinh hai lang chưa chỉ cơ Woman chào chào sự chen tất cả trải tung tơ sang hô yung bao tao tí sư quay là sân mơ in quay qua căng hào ý chân ni liêu xa chú chi trai mây ly vâng trời hoa lùa lấy đuôi in quay bố sáng phân ly in quay căng hào ý chân ni liêu xa sư nén tơ chi suy rù của trai sang mi vô sáng vô hơi chi tơ ni in quay vô căng hào ý chân ni liêu xa sư chi trai mây ly phong trời hoa lùa lấy đôi in quay bố sáng phân lì in quay căng hào ý chân ni nếu ra sư đen ta chỉ suy lùa của trai chẳng uy vô xeo ngũ hơi chỉ ta ni năm người. Ờ còn nếu ai đang coi ạ? Các cậu không coi anh tí anh Nam coi đi. Somebody chấm một cái được không? Rồi xong rồi nói chơi game không gì hết luôn. Không tương tác không gì nữa. Gì đấy? Tèo đánh cái gì đấy? Tèo đánh cái gì đấy? Khó chịu nhỉ.
Cảm ơn người, chào nghe phương linh em. Phát chơi lên 6 nữa. Chết nhảm ta.
thằng này sẽ vào cướp blue mình. Ra đồ. Mẹ. Đấy. Chết xào vãi. Hai bạn ạ. Chết mấy mạng rồi, 3 mạng rồi. Chưa phép là được. Chưa phép quá mức quy định. Thằng Morgana sao bot với mình nó bắn đánh ấy quá. Sao?
màn file nó xuống kìa. Cay. Thằng Lee Sin nó có vẻ cay cú mình nhá. Thằng AD nó xanh nhở.
Nó tưng như tưng bóng luôn, đậu mẹ. Ok. Ui, nó khỏe à. Cái gì thơ? Đi đâu giờ mới vô á hả? Và chơi game đúng không? Mà phải khỏe. Thư vào ngồi trong Discord này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À đi lỡi ạ. Thằng AD nó xanh rồi.